Thanh Phương rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương mục Sống Vui Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay. Thưa quý vị, năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều biến động nhưng nguồn vốn cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng 13% so với kế hoạch ban đầu, từ 13 đến 15%. Thưa quý vị, vẫn như mọi năm thì hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được bắt đầu vào ngày 23 tháng 12 âm lịch và kết thúc vào đêm cuối cùng của năm 29 hoặc là 30 tháng 12 âm lịch. Năm nay sẽ nhằm vào ngày 1 tháng 2 năm 2016 và kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2016. Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được thể hiện qua 4 khu vực chính là Đường Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân và Góp Xuân, mang đậm nét làng quê, dân tộc với chủ đề xuyên suốt là hoa trồng cỏ nội, nhằm để tôn vinh các nét đẹp truyền thống quê hương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định liên danh Vitesco và Emmar Logistics BJSC làm chủ đầu tư khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa tại phường 28 quận Bình Thạnh. Khu đô thị mới này được quy hoạch xây dựng theo các tiêu chí đô thị sinh thái hiện đại với các hệ thống hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị đồng bộ nằm trong tổng thể không gian, công viên sinh thái, cảnh quan thiên nhiên. Tổng mức đầu tư dự kiến là 30.700 tỷ đồng bao gồm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng chính của dự án và chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân. Tổng diện tích dự án khoảng 426,93 ha và thời hạn thực hiện là 50 năm. Emma là nhà đầu tư bất động sản đến từ Dubai. Lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2015 của Emma lên tới 830 triệu đô la Mỹ. Xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Kính thưa quý vị, hệ thống siêu thị Big C khai trương đại siêu thị và trung tâm thương mại Big C Cityland tại số 99 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đại siêu thị trung tâm thương mại Big C thứ 32 tại Việt Nam và thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Big C Cityland có diện tích gần 17.000 m², trong đó khu vực siêu thị tự chọn rộng hơn 3.500 m², cung cấp hơn 26.000 mặt hàng đủ chủng loại, phong phú từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô đóng gói, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đến các loại hàng điện tử, điện gia dụng, thời trang. Có đến 95% hàng hóa bày bán trong siêu thị là những thương hiệu uy tín, quen thuộc được sản xuất tại Việt Nam. Nhân dịp khai trương, Big C Cityland dành tặng 10.000 túi mua sắm Big C sử dụng nhiều lần cho 1.000 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm trị giá từ 300.000 đồng trở lên.